Ngon. Kia kìa. Nó lâu lâu đỏ kìa, nó chuyển mà. Bình thường là nó đỏ. Đồng chi phí cút của họ vô tầm bao la cơ. Như vậy nãy giờ học mấy cái họ tầm. Đây là kênh lớn. Và nó có các cái rễ khí sinh phát triển. Khi chạm đất thì sẽ trở thành những cái cọc chống để nó vươn cành ra ngoài xa. Chính là nhờ những cái cọc này sau nó chạm xuống nó chống này thì cái cành nó cứ thể là nó dài 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 nó đua rộng ra. Đây là một cây bóng mát tốt. Còn màu sắc của thân thì chúng ta nhìn đây. Đây là màu gì ạ? Nâu đỏ. Và ở bên trên thân có rất nhiều các bì khổng nó nổi rõ không ạ? Có nhựa mủ trắng, sợi dai. Để chú ý tới ghi em nhé. Ôi từ từ bôi. Còn lá thì rất là dày, cứng, bóng, nhặn. Mê nguyên ạ. Dạng trái xoan thuôn. Chúng ta mô tả hình dạng đầu lá, đuôi lá này về mô tả đấy. Lá rất lớn và dai. Cái này mới gọi là chất da, như da dày. Con cây này ứng dụng các bạn biết rồi. Cây bóng mát rất tốt. Để trồng ra trong khu vực đình chùa rồi các cái khu, ví dụ như là các cái nhà văn hóa này, rồi các khu đình làng này. Nha thì chúng ta sẽ, nhưng mà cái cây này yêu cầu phải trồng ở những chỗ nào mà diện tích nó rộng thì cái chỗ như thế này thôi. Nếu mà trồng thường là trong những khu công viên có thể giữ lại cây này, còn trong gia đình thì không nên, bởi vì nó tốn rất là nhiều đất để làm.